không biết các anh bố nhà mình như thế nào nha, nhưng mà thời gian đầu Phương rất là ngán cái việc mà đưa các bạn nhỏ đi đến những cái chỗ ăn uống như thế này, bởi vì cảm giác như là mình vừa phải chăm con nó cũng chỉ lo chơi, nó không ăn được nhiều, mà mình cũng không ăn được nhiều luôn. Nhưng mãi về sau thì Phương mới thấy được rằng đó sẽ lại là những cái trải nghiệm rất là thú vị, kiểu đi đâu cũng có nhau, rồi làm gì cũng có nhau luôn. Cái cảm giác này á, nó sẽ hơi na ná giống với các cặp vợ chồng trẻ vừa mới sinh con, mà mỗi ngày các bạn phải đi dọn những cái chất thải hóa học của con vậy đó, thì thời gian đầu là cảm thấy nó chua lắm, hay là nó tanh lắm, nó hôi lắm. Nhưng mà các bạn cứ tin mình đi, cứ hít đá hít đại đi, sau này gì hồi nào không hay luôn á. Ví dụ chẳng hạn như vợ tôi đây, lúc nào cũng tâm sự với tôi là em thích ngửi cái mùi trong miệng của con lắm, kiểu nó thơm thơm mùi sữa chua. Nhưng khi mà đưa qua tôi ngửi thì tôi thấy nó cũng bình thường, nó không có gì hết trơn á. Cho đến khi tôi bắt chiếc quả tôi ngửi vài lần thì tôi bị ghiền luôn. Và sáng hôm nay Phương muốn chia sẻ với các bạn một cái món đồ mà lúc nào Phương dẫn con đi Phương cũng mang hay hết trơn á. Và đây là một cái bình tập uống nước và chống sạc cho bé của Amoy Baby. Cái vấn đề sạc nước khi mà đang uống nước cũng rất là nghiêm trọng nha các bạn. Nên là để đảm bảo an toàn cho con thì được có hai mấy cái bình bé nhục kèm ngoài chợ nha. Cái bình nước này là đã được kiểm duyệt an toàn theo chuẩn châu Âu luôn. Cái phần tay cầm và nắp là bằng nhựa rất là chắc chắn. Riêng cái phần nắp là có thể đóng mở rất là dễ dàng. Bé có thể thao tác một mình mà không cần người lớn giúp vẫn được luôn. Và tôi kết nhất là cái phần ống hút, bởi vì nước chỉ chảy ra khi mà bé cắn vào đầu ống hút thôi. Còn bình thường khi mà mình cầm mình dựng ngược cái bình nước lên á, nước cũng sẽ không chảy ra. Vậy nên quả bình nước này rất đáng để đầu tư đúng không cả nhà?